Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù có nhiều người dân làm việc ở nước ngoài theo đường tiểu ngạch và đi lao động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quảng Xương đang yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ di biến động dân cư để kiểm soát các nguồn nguy cơ nhiễm COVID-19, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, không để người dân chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả, huyện Quảng Xương tiếp tục duy trì hoạt động giám sát cộng đồng, kịp thời cách ly các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Hiện nay huyện Quảng Xương còn hơn 70 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 và hàng nghìn trường hợp trở về hoặc đi đến từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước được yêu cầu khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngoài ra, có 2.139 trường hợp đang sinh sống học tập lao động tại nước ngoài, trong đó có hơn 400 lao động bất hợp pháp cũng đã được lập danh sách để theo dõi. Quan điểm của chúng tôi trong cái công tác phòng chống dịch trong tình hình mới này đấy là chúng tôi không chủ quan đối với những cái nơi mà để chủ quan xảy ra là chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh. Hiện nay nhiều người dân đã bắt đầu có sự chủ quan đối với công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó, cùng với việc giám sát, kiểm soát các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19, công tác tuyên truyền phòng chống dịch phải tiếp tục duy trì để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp, hiệu quả. Đến nay, Thanh Hóa mới chỉ có cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc và cảng cá Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn được công bố mở cảng. Cảng cá Lạch Bảng vẫn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục do đang xem xét hồ sơ về bảo vệ môi trường. Theo quy định về thành phần hồ sơ công bố mở cảng cá thì phải có văn bản kiểm tra, xác nhận đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, công tác đảm bảo môi trường tại cảng cá Lạch Bạng còn nhiều vấn đề đang tồn tại. Trong đó, đáng chú ý là hệ thống nước thải đã được đầu tư xây dựng nhưng đã xuống cấp, nhiều đoạn không được khơi thông khiến nước thải, rác thải bị ách tắc gây mùi. Rác thải từ các cơ sở chế biến cá cũng chưa được thu gom triệt để. Trong cái thời gian tới á, thì quan điểm của cảng là quyết liệt xử lý, thực hiện nghiêm. Vì cái này cũng là cái tồn tại mà nó cũng lâu năm nay là chưa thực hiện được. Ban quản lý cảng hiện nay là tôi cũng đã là thực hiện được một số cái nội dung như là cho anh em thường xuyên dọn rác, rồi là thu gom rác để vận chuyển đến cái nơi quy định. Theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26 ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ, thì các cảng cá phải hoàn thiện thủ tục mở cửa cảng trước ngày 1 tháng 10. Vì vậy, Ban Quản lý Cảng cá Lạch Bảng cần khẩn trương thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng và đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo hồ sơ đã được phê duyệt. Tình trạng một số doanh nghiệp lấy danh nghĩa tổ chức hội thảo quảng cáo sản phẩm rồi bán hàng với giá cao hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc cho người dân đã xảy ra nhiều năm nay. Cơ quan báo chí và các ngành chức năng cũng đã cảnh báo rất nhiều lần, thế nhưng đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn và rất nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin, hám lợi khuyến mãi mà mua phải những mặt hàng không rõ nguồn gốc. Phản ánh của phóng viên thời sự về việc nhiều người dân ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn tố cáo bị lừa mua các sản phẩm điện máy tại một hội thảo được tổ chức ngay trên địa bàn xã. Cách đây một tuần, có một số người tự xưng là nhân viên một doanh nghiệp kinh doanh điện máy đến xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, đến chợ và từng nhà phát cho người dân tờ phiếu mời tham dự đại hội khách hàng để quảng cáo sản phẩm với những lời hứa hẹn. Ai đến tham dự sẽ được tặng quà, may mắn hơn có thể trúng thưởng lên đến hàng triệu đồng. Nên sáng ngày 18 tháng 9, đã có hơn 2 người dân tập trung tại nhà hàng Thành Loan để nghe doanh nghiệp giới thiệu về sản phẩm. Buổi sáng thì là bán được 10 cái nồi, có một cái nữa là 1,5 triệu thì trả tiền lại. Cho nên là bà quân hăng hái là điểm tiền đến, người thì 2,5 triệu. Người thì là mua hết tất cả thì phải 5,3 triệu. Cũng nghĩ là các anh nó trả lại, nhưng mà các anh nó không trả. Đến 2 giờ thì các anh nó chuồn đi, không trả tiền lại nữa. Sau khi phát hiện bị lừa, người dân gọi điện tới số điện thoại của nhân viên thì không liên lạc được. Điều đáng nói là tại buổi hội thảo này, có sự xuất hiện của công an và cả đại diện chính quyền xã Thọ Dân. Năm 2018, tại huyện Triệu Sơn đã từng xảy ra tình trạng hàng trăm người dân bị lừa đảo mua bán qua các hội thảo ngay tại nhà văn hóa thôn.
Ngay sau đó, huyện Triệu Sơn đã có các văn bản yêu cầu chính quyền các xã thị trấn nâng cao cảnh giác, kiên quyết xử lý các trường hợp tổ chức hội thảo trá hình để bán hàng. Thế nhưng trong lúc chờ chính quyền tiếp tục rút kinh nghiệm thì với phương thức thủ đoạn không hề mới, hoạt động tổ chức hội thảo trá hình để bán hàng vẫn diễn ra, hậu quả chính là người dân địa phương phải gánh chịu. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với một số thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ và bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm Phạm Văn Vụ sinh năm 2002, Trần Văn Cường sinh năm 1999, Phạm Văn Duy sinh năm 2001, Trần Văn Thọ sinh năm 1999 và Lê Văn Kiên sinh năm 1998 đều ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó khoảng 17:30 phút ngày 2 tháng 9 năm 2020, do mâu thuẫn từ trước, Phạm Văn Vụ đã cầm đầu một nhóm thanh niên khác mang theo dao, gậy, gạch đá đuổi đánh, chém nhau với nhóm của Trần Văn Cường. Do bị can ngăn, nhóm này đã đánh thương tích anh Trần Văn Thạo sinh năm 1974 ở thôn Hải, xã Quảng Nham. Sự việc trên đã gây náo loạn, làm mất an ninh trật tự xã Quảng Nham. Liên quan đến vụ việc, đến nay Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố 11 đối tượng, bắt tạm giam 5 đối tượng nêu trên và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng còn lại. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngày 21 tháng 9, Đội Quản lý Thị trường số 9, Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh của ông Đỗ Văn Hùng, thôn Lê Lợi, xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa. Phát hiện cửa hàng kinh doanh một lượng lớn đồ chơi bạo lực do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số đồ chơi bạo lực gồm 150 khẩu súng nhựa bắn nước, 40 vỉ súng nhựa đồ chơi, 200 kiếm nhựa đồ chơi. Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số đồ chơi bạo lực trên, xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ 7,5 triệu đồng, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để tiêu hủy số đồ chơi bạo lực trên theo đúng quy định của pháp luật. Đội Quản lý Thị trường số 10, Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cửa hàng kinh doanh của bà Trần Thị Thanh Nga, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 86 thùng bánh, nước trái cây, thạch, lương khô. Toàn bộ số hàng hóa trên đều là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cục Quản lý Thị trường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng và tịch thu toàn bộ lô hàng để xử lý theo quy định. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Chiều qua, mưa lớn khiến đường Đức Huy, Thanh Bình, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai ngập nặng. Bà Trần Thị Mừng, 52 tuổi, khi đi qua đây bị gió đẩy, ngã xuống cống, thoát nước, không nắp đậy và bị nước cuốn mất tích. Trắng đêm qua, đội cứu hộ cứu nạn và chính quyền địa phương đã rà soát, chui xuống toàn bộ hệ thống cống ngầm để tìm bà Mừng. Đến sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực suối, đồng ruộng, phía hạ nguồn và các vùng lân cận nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích người phụ nữ này. Tối ngày 21 tháng 9, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra kho hàng kinh doanh nước giải khát, bánh kẹo tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10.000 chai sữa chua do Trung Quốc sản xuất được để trong các thùng tập kết tại kho chứa kẹo và nước giải khát. Qua kiểm tra, toàn bộ số lượng sữa chua không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có kiểm định chất lượng về sản phẩm. Ban đầu xác định, chủ lô hàng trên là Nguyễn Công Trung, sinh năm 1987, trú xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Chủ hàng khai nhận, sau khi dịch bệnh ổn định, đã tranh thủ mua số sữa trên trôi nổi tại các khu vực biên giới phía Bắc, rồi đưa về nội địa, tập kết, chờ tiêu thụ. Công an tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang hai đối tượng là Mùa A Nhạ sinh năm 1981, trú tại xã Phiêng Cầm, huyện Mai Sơn và Sộng A Nụ sinh năm 2001, trú tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bản Xà Kìa, xã Nà ớt, huyện Mai Sơn. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 80 túi ni lông bên trong chứa khoảng 15.200 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động, 1 xe máy và một số tang vật liên quan khác. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Khoảng 5:30 sáng ngày hôm nay, 22 tháng 9, một xe container đang di chuyển trên đường mùng 3 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh theo hướng từ vòng xoay Dân Chủ về vòng xoay Cây Gõ. Khi qua giao lộ đường 3 tháng 2, Nguyễn Lâm, chừng 50 mét, thì xe bất ngờ mất lái, húc bay giải phân cách sắt trên đường và lao qua chiều đường ngược lại, tông một ô tô 4 chỗ và nhiều xe máy. Vụ va chạm khiến ít nhất 3 người bị thương, ô tô 4 chỗ vỡ nát phần đầu xe, các xe máy bị hư hỏng. Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera và khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn.
Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.